Hãy cùng tìm hiểu xem tại sao model Snapsinuichi 920 cộng lại là model bán chạy nhất nha mọi người. Điều đầu tiên là model này rất là nhỏ gọn với 4 bay, tích hợp rất nhiều công nghệ trong đó, đặc biệt là công nghệ SSD Cache có thể tăng tốc độ ghi và đọc dữ liệu của bạn. Và ngoài ra, model này còn có thể mở rộng từ 4 bay thêm 5 bay nữa nhờ thiết bị mở rộng lên tới 9 bay. Và model này hỗ trợ tất cả những ứng dụng chạy trên hệ điều hành DSM 7.0. Một vài ứng dụng phổ biến như là Synology Rise giúp lưu trữ dữ liệu cho doanh nghiệp, Synology Surveillance giải pháp camera an ninh giám sát dành cho doanh nghiệp, Synology Office dành cho những nhân viên văn phòng nè. Ngoài ra Synology Photo, các nhiếp ảnh gia rất là thích cái ứng dụng này nha. Hoặc dành cho việc giải trí, Synology Media hoặc là Audio Station. Và giá còn rất tốt dành cho người dùng cũng như là doanh nghiệp vừa và nhỏ nhé. Và đừng quên ấn thích video và chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất đến từ em Sacop.